Em chào các bác nhé, em đến từ Sáu Đồ Đồ Sơn. Thì hiện tại đây là một cái bộ ngồi sự kích thước 60, cái màu hồ nâu nha các bác. Và cái ở dưới đây là ba cái bát hương, là hai cái bát hương nhỏ với kích thước là 14 với một cái bát hương kích thước là 16 nha các bác. Thì bên đây thì đang còn một cái được gọi là cái đèn. Đèn này là được gọi là đèn Rồng Phượng. Tạm thời đèn này đã ngừng sản xuất rồi nè các bác. Đèn này không còn sản xuất nữa. Màu đây là màu tím, màu hôn nâu của bên em hết rồi nha các bác. Đèn này không còn sản xuất nữa thì các bác đừng có hỏi nữa nhé. Tại vì hiện tại là không còn sản xuất đèn này nữa. Giờ bên em chỉ bán là cái đèn dứa này thôi. Đèn đấy thì hiện tại thì tầm là khoảng từ Tết đến giờ là đèn đấy không sản xuất nữa. Thì đây là một cái đỉnh và hai hạt và hai nến, là tổng cộng là 5 món và ba cái bát hương. Đấy là tổng cộng là 8, cái đèn này nữa 9. Hiện tại là trên bàn chia 9 món mà món nào nó cũng to cả, mà để trên bàn là khoảng là 1m2. Bàn 1m2 thì em để tạm cho bác để quay video thôi. Thì hiện tại chỗ em làm á, hiện tại chỗ em làm thì không có cái bàn nào là tầm là khoảng là 2m mà để cái bộ 60 này cho các bác, để cho các bác xem cái tổng thể như thế nào. Nhưng mà em chỉ muốn quay sơ cho các bác thôi nhá. Đó. Thì cái bàn, ví dụ như là cái bàn bộ mà bộ 60 này thì để cái bàn nào là hợp lý nhất thì em sẽ nói cho bác qua đây. Thì mình nên là để cái bàn tầm là khoảng 1m8 tới 2m. Còn cái bàn mà 2m17 thì các bác nên để cái bộ tầm 70. Còn nếu mà các bác không có tiền thì các bác bắt buộc phải mua bộ 60 này. Đó. Em nói thẳng luôn, các bác nên bắt buộc nên phải mua bộ 60 này. Về mình phải đôn thêm đế. Đó, đôn thêm cái đế gỗ. Các bác có thể tự làm cái đế gỗ cũng được, mua trên mạng cũng được, và mua ngoài chợ thì cũng có, tùy chỗ nhớ bác. Thì cái đỉnh này được gọi là cái màu hun nâu, và đặc điểm thì hai cái tai này tai liền. Đó, tai liền. Còn cái con nghe này nghe rời, tại vì đồng thau rất là giòn, mình bắt buộc là mình phải làm rời nha các bác. Nhưng mà làm rời có một cái điểm này, nó chỉ là ấy ở đây thôi, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn cái con nghe mà được làm liền nha các bác, đẹp hơn 100%, rất là đẹp. Như cái con nghe là được làm liền đây, đây là đầu cá tút. Cái con nghe mà được làm liền là giòm nó xấu hơn hẳn luôn nha các bác. Đấy. Cái này cái đấy là cũng có một cái điểm cộng và điểm trừ. Cái đồng thau này nếu mà làm được liền thì bên em làm được, nhưng mà hiện tại không làm được liền nha các bác. Và đây là gọi là song long trùng nguyệt. Đấy, song long. Và song long này là được dính vô đây luôn rồi nha các bác, là được làm liền á, chứ không phải là làm rời đâu. Các bác đừng có nghĩ thế, tất cả đều làm rời làm liền hết. Chỉ có mình cái con nghe này là làm rời nha các bác. Còn đây là chữ phúc lộc thọ. Chữ phúc lộc thọ. Đế, đây là dưới đây là đế. Đấy. Đấy, sơ qua cũng vậy. Ở đây là con hạc. Con hạc chỉ có cái này nó rời thôi. Còn đâu tất cả là đều là liền hết. Chỉ có cái bông hoa sen này mình có thể tháo ra lắp vô để mình vệ sinh. Đó. Còn cái chân nến này, thì mình muốn vận chuyển thì mình phải vặn ra. Đó, vặn ra và giao từng khúc cho các bác, chứ không ai để chân nến này mà đi giao hoặc là mang về cả. Nó rất là to và cồng kềnh. Người ta phải bắt buộc người ta làm vậy. Và tặng cho bác hai đôi chân nến mà các bác nào mà cần mua những cái sản phẩm như vậy nha các bác. Các bác nào cần thì cứ liên hệ qua cho em qua số thoại 0963378563. Em sẽ tư vấn cho các bác những cái mẫu đỉnh mới nhất cho các bác xem những cái mẫu đấy nha các bác. Em chào các bác nhé.